Trong 2 ngày 24-25 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đã đồng hành cùng Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 500 cán bộ nhân viên người lao động đang làm việc tại cơ quan. Trong đợt khám sức khỏe này, cán bộ nhân viên người lao động của đơn vị được khám tổng quát các khoa nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, thực hiện các cận lâm sàng như xét nghiệm siêu âm chụp X-quang. Thông qua việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp cho các cán bộ nhân viên của đơn vị phát hiện sớm, điều trị kịp thời những vấn đề bất thường của cơ thể, từ đó có biện pháp chăm sóc bảo vệ sức khỏe phù hợp, tiết kiệm được thời gian và chi phí điều trị. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ không chỉ là phương pháp kiểm tra đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của nhân viên người lao động mà còn góp phần thể hiện sự quan tâm đúng mức của ban lãnh đạo đối với mỗi cán bộ nhân viên người lao động. Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cung cấp các gói khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế với quy trình khám được tổ chức linh hoạt tùy theo thời gian ngân sách, phù hợp với nhu cầu của các cơ quan doanh nghiệp, từ đó nhận được sự tín nhiệm của rất nhiều cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận. Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc trân trọng cảm ơn và hân hạnh đồng hành cùng chương trình khám sức khỏe định kỳ của quý cơ quan doanh nghiệp.